Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy câu để cho mọi người lựa. Đầu tiên là con máy này. Đấy, máy này chắc là China xuất Nhật nha mọi người. Size của nó tầm khoảng cỡ size 800. Đấy. Size thực của nó tầm 800 nha mọi người. Đây. China này, China xuất Nhật nha mọi người. Đây. Chất liệu là graphic nha. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Ok, khóa một chiều này. Đấy. Khuyên trượt cước còn đẹp này. Đấy. Này. Cước số 1 vào 140 mấy, cước số 2 vào 97 mấy, cước số 3 vào 72 mấy, cước số 4 vào 60 mấy, người ratio là 5 chấm, ratio 5 chấm nhé. Này số 1. Số 1 40.000. Số 1 40.000 nha mọi người. Tiếp theo. Số 2. Là con máy này, con này chắc cũng China hay Taiwan gì đó xuất Nhật nha mọi người, không thấy ghi nhưng mà theo mình nói là China hay Taiwan gì đó xuất Nhật. Đây. Đấy, con này size tầm cỡ size 1.000 nha mọi người, tầm cỡ size 1.000. Đấy. Cước số 2 vào 115 mét, số 2,5 vào 100 mét và số 3 vào 90 mét. Radio của nó là 4.9. Con này thì đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhé, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy, gập tay được. Con này bằng graphic nha mọi người, graphic. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. À, con này chỉ có một chiều, khóa một chiều thôi nha mọi người. Đấy, chỉ có một chế độ này thôi. Đấy. Ok, lấy coi. Này số 4. À quên, số 2. Số 2 40.000. Số 2 40.000. Số 2 40.000. Số 3 là con máy này, chắc cũng China xuất Nhật. À không, con này Korea chứ không phải. Không biết Alphatac thường là Korea nha mọi người. Chất liệu của nó là graphic, size của nó tương đương với size khoảng 1.500 nha mọi người, size tương đương với size 1.500 á. Đấy. Khóa một chiều này, mở này. Đấy, nó cũng đang hơi bị bó bó, chắc bị khô mỡ nhé. Chất liệu là graphic nhé. Tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập được. Đấy. Chỗ này nó đang hơi bị dỉ xíu nên là đây, radio của nó 5 chấm. Thông số cước thì mắc rồi. Thông số cước thì mắc rồi. Khuyên trượt cước này, còn ok. Nó chỉ bị bụi thôi nha mọi người. Bị bụi đồ dơ chỗ này thôi, mọi người về đánh ra là sạch sẽ à. Đây. Tay đảo tay trái phải được nhé. Này số 3, 40.000. Số 3, 40.000. Số 4 là con này, con máy này. Đấy, con này cũng China xuất Nhật. Đây, China xuất Nhật. Con này size tương đương với size 3.000 nha mọi người, 3 đến 4.000. 3.000, 3.500 á, 3.500. Đây, 3.000, 3.500 nha mọi người. Chất liệu là graphic, chất liệu là graphic. Tay thì đảo tay trái phải được và gập được, đảo tay trái phải và gập được nha mọi người. Đấy. Mình nói một lần thôi cho nó nhanh. Đấy. Có một chiều này, đấy. Rồi ok. Khuyên trượt cước còn đẹp nha mọi người, khuyên trượt cước còn ok. Này. Cước số 1 vào 260 mấy, cước số 2 vào 175 mấy, số 3 vào 160 mấy và số 4 vào 130 mấy, ratio là 4.3. Đấy. Ok. Con này con số số 4 70.000. Số 4 70.000 nha mọi người. Số 5 là con máy này. Con máy này size tương đương với size 1.000 nha mọi người.
size thực của nó là 1000. Đấy. Chất liệu là graphic, chất liệu là graphic, tay đảo tay trái phải và gặp tay được, đảo tay trái phải và gặp tay được nha mọi người. Đấy. Đảo tay trái phải và gặp tay được. Có điều nó đang hơi bị cứng nha, hơi bị cứng, mọi người về vệ sinh giúp mình nha. Hơi bị cứng chỗ này. Mọi người về vệ sinh đi rồi đãi vào nhé. Đấy, chạy rất là êm nhé. Đấy, khóa một chiều này. Ok. Cước số 2 vào 150 mấy, số 2,5 vào 120 mấy và số 3 vào 90 mấy nha mọi người. Coi radio của nó không. Radio của nó mờ rồi, không thấy rồi, để mình thử cái radio thôi. Một, hai, ba, bốn. Radio khoảng 4.7, 4.8 nha mọi người. Radio khoảng 4.7, 4.8. Đấy. Này số 5. Số 5, 50.000. Số 6 là một con Suzumi Made in Korea nha mọi người. Suzumi Korea. Con này chất liệu là graphic, chất liệu là graphic. Bên này nó mắc mắc cái nắp đại rồi này. Mắc một cái nắp đại. Mắc cái nắp đại thôi nha mọi người, không sao hết nha. Còn lại con này size của nó là tương size thực của nó là tầm khoảng cỡ 4 đến 5 nghìn nha mọi người. Size thực tầm 4 đến 5 nghìn, cỡ 5 nghìn nhé. Đấy. Thông số cước của nó này, cước số 4 vào 200 mấy, cước số 5 vào 150 mấy, cước số 6 vào 100 mấy. Tay thì đảo tay trái phải được, mọi người lấy tục vít, mở cái vít này ra là vặn qua trái phải được nhé. Không bị mắc cái nắp đây thôi, không sao cả. Và tay có gặp, thể gặp được nha mọi người, tay có thể gặp được. Đấy, khóa một chiều. Đấy, cái khuyên trượt cước còn đẹp này, khuyên trượt cước còn đẹp này. Có radio không? Radio của nó là 3.7 nha mọi người, radio 3.7. Còn này con số số 6. 6 120.000. Số 6 120.000 nha mọi người. Số 7 tiếp tục là một con Suzumi Korea này. Này, chất liệu là graphic nha mọi người, chất liệu là graphic. À, con này size tương đương với size 3000. Size thực của nó là 3000 nha mọi người. Size thực 3000. À, tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gặp tay được nhé. Đảo tay trái phải và gặp tay được. Đấy. Khóa một chiều, mở đây. Chạy. Như gió luôn. Cước số 2 vào 210 mấy, cước số 3 vào 170 mấy và cước số 4 vào 140 mấy. Radio của nó đâu ta? Mình không thấy cái radio của nó đâu. À đây, radio của nó là 4.2 rồi, radio của nó 4.2. Nó chạy kinh thật. Này. Rồi. Cái khuyên ra cước của nó còn ok nha mọi người. Đây. Con này con số 7. Số 7. 130.000 nha mọi người. Số 7 130.000. Số 8 là một con Ryobi. Con này radio của nó là 3.9 này. Con này bằng kim loại nha mọi người, kim loại. Cấu thì bằng graphic. Mặt bên này cũng bằng bằng graphic. Đây, kim loại. Ryobi. Con này Taiwan xuất Nhật hay sao? Taiwan xuất Nhật hay sao? Đây, con này đời cổ nhé. Đấy. Này. Cước số đây. Lấy cá được 4,5 kg luôn.
cước số 2 vào 290 mấy, cước số 3 vào 200 mấy, cước số 4 vào 130 mấy cho mọi người. Đấy, con này size tương đương của nó cũng phải 1.500-2.000 nhé. Size tương đương 1.500-2.000. Này, AC20. Khuyên ra cước. Đây. Khuyên ra cước này. Khuyên ra cước. Hơi bị oxy hóa một tí thôi nha mọi người, hình như bằng đồng luôn á, khuyên ra cước như bằng đồng. Hợp kim đồng hay sao mọi người. Đấy. Ok. Con này con số 8. Số 8, 90.000. Đây. Số 10 là một con máy Daiwa Pin 1500. Pin 1500 này, con này size của nó mà tương đương với con size thật, tương đương với con Shimano khoảng cỡ 3.000 nha mọi người, 3.000. Mã là 1500 nhưng tương đương với size thật của mấy con Shimano khoảng 3.000 nhá. Đấy. Đây, tay này đảo tay trái phải được nhá, đảo tay trái phải và tháo tay gọn là được, tháo tay, tháo ống vít này ra, tháo này rút cái này ra nhé. Đảo tay trái phải được. Đấy, con này ra băng chính gốc luôn, không có ghi nhưng mà ra băng chính gốc luôn. Đây, chất liệu là kim loại này. Đấy, cái này là graphic này. Ok, không có thông số, không có thông số cước của radio này, mình thử cho mọi người nhé. 1 2 3. Radio khoảng nó khoảng 3.7 nha mọi người, radio khoảng 3.7. Đây. Cái khuyên trượt cước vẫn còn được nha mọi người. Vẫn còn ok. Đấy. Con này con số mấy là số 9. Số 9. 140.000. Số 10 là một con Shimano Dust 1500. Con này size thật của nó tương đương với con size 3.000 á. Size thật của nó tương đương với con size 3.000. Đấy. Ok. Ngoại hình của nó đây. Con này bằng kim loại nha mọi người. Cấu graphic này, cấu graphic, tay đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải và gập tay được nhá. Đảo tay trái phải không phải gập mà tháo được. Tháo tay chỗ này ra được. Đấy. Này. Đấy. Khuyên ra cước này. Khuyên ra cước còn ok nhé. Đấy. Đấy, cool. Rồi mình thử radio thử nào. Rồi. 1 2 3. Radio khoảng cỡ 3.7 3.8 nha mọi người. Radio khoảng 3.7 3.8. Đấy. Con này con số 10. 2 4 6 8 9 10. Con số 10. Số 10 150.000 nha mọi người. Số 11. Số 11 là một con Ryobi da băng. Ryobi da băng. Ryobi da băng CX3 nha mọi người. Đấy. Con này radio của nó là 3.4. Nó bằng kim loại nha mọi người, kim loại. Cấu cũng bằng kim loại luôn, cấu bằng kim loại luôn. Tay đảo tay trái phải, đảo tay trái phải và gập được nhé. Đảo tay trái phải và gập được. Khóa một chiều này. Ok. Khuyên ra cước này, hơi bị oxy hóa tí về đánh là nó sáng ra ok à. Đây. Xem thông số cước, cước số 3 vào 290 mấy, cước số 4 vào 210 mấy, cước số 5 vào 160 mấy. Nó lái được chắc cũng khoảng cá cũng khoảng 7 kg nha mọi người. Khoảng 7 kg á. Đấy. Bằng kim loại, rất là khỏe. À.
Con máy này là số 11. 11. 140, 11 140. Ok. À mình quay nó. Con máy số 11 này size của nó tương đương với size 3000 đến 4000 nha mọi người. 3000 đến 4000 size thật của nó. 3000 đến 4000 nha mọi người. Đây. Tiếp theo là con máy Ryobi tiếp. Là con Ryobi dây băng. Ryobi da băng nha mọi người. Đây, Ryobi da băng. Con này ratio của nó là 3.8, ratio 3.8 nha mọi người. RX0. RX0 này. Con này gập tay được nha mọi người, gập tay được nhưng mà có điều này. Gập tay được nhé, gập tay được này. Cái nút này kéo xuống là gặp tay này. Nó đang bị ô xóa tí mọi người về vệ sinh đi. Đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được. Và con này thì bằng kim loại nhé, cấu thì graphic. Cấu graphic. Size của con này tương đương với size khoảng 5000 nha mọi người. Tương đương với size khoảng 5000. Đấy. Khóa này. Đấy, khóa. Khuyên ra cước thì hơi bị oxy hóa một tí thôi, về đánh ra là ok nha mọi người. Đánh ra sạch sẽ. Đấy, côn. Rồi. Cái này thì nó không có ghi thông số cước rồi trên này nên mình không có thấy để mình đọc cho mọi người. Đấy. Con này đồ cổ nha mọi người. Cũng hơi cổ. Con này con số 12. 12. 12 này mình bán 170.000. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng đó là 0786555599. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Mọi người mua hàng thì đơn hàng từ 200.000 trở lên mình sẽ ship. Đó. Và vấn đề nữa là trước khi mọi người nhận hàng thì mọi người phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận nha mọi người. Giúp mình là để xem thử hàng nó có bị sai xấu gì so với trên sản phẩm mình giới thiệu hay không. Hoặc là nó có bị bể gãi nứt gì không trong quá trình vận chuyển nhé. Rồi có gì thì báo cho mình ngay để giải quyết ngay lúc đó luôn. Còn mình sẽ không giải quyết. Mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà đã nhận hàng ok rồi với bắt đầu báo mình bị này bị kia nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều.